Xin kính chào tất cả quý phụ huynh kem học sinh. Video học hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào bài Nhân với số có một chữ số không nhớ ở trong quyển sách giáo khoa toán 3 bộ sách cánh diều. Ở đây kem có ví dụ đầu tiên này. Để làm một chiếc khăn bằng tơ sen thì cần đến 4.312 thân cây sen. Làm hai chiếc khăn như thế thì cần bao nhiêu thân cây sen? Như vậy, một chiếc khăn thì cần dùng là 4.312 thân của cây sen. Vậy hai chiếc khăn thì chúng ta lấy 4.312 chúng ta nhân 2. Để nhân thì các em sẽ thực hiện nhân từ phải sang trái. Ta có 2 x 2 bằng 4, viết 4 này. 2 x 1 bằng 2, viết 2. 2 x 3 bằng 6, viết 6. Và 2 x 4 bằng 8, viết 8. Như vậy chúng ta kết luận lại là 4.312 nhân với 2 thì bằng 8.624. Đúng không? Như vậy thì chúng ta sẽ cần đến 8.624 thân cây sen thì mới làm được hai chiếc khăn. Tương tự như vậy, bây giờ cô và các em chúng ta sẽ cùng đi vào một số các bài tập. Có bài tập số 1, tính này. Phép tính đầu tiên, 2.313 nhân 3. Chúng ta nhân theo thứ tự từ phải sang trái. Có 3 nhân 3 bằng 9, kem viết 9 này. 3 x 1 bằng 3, viết 3. 3 x 3 bằng 9, viết 9. Và 3 x 2 bằng 6, viết 6. Kết quả bằng 6.939. Tiếp theo, 1.234 x 2. Có 2 x 4 bằng 8, viết 8. 2 x 3 bằng 6, viết 6. 2 x 2 bằng 4, viết 4. Và 2 x 1 bằng 2, viết 2. Kết quả bằng 2.468. Tiếp theo, 42.122 nhân 2. Ta có 2 x 2 bằng 4, viết 4 này. 2 x 2 nữa bằng 4, viết 4 này. 2 x 1 bằng 2, viết 2. 2 x 2 bằng 4, viết 4. Và 2 x 4 bằng 8, viết 8. Kết quả của phép nhân này bằng 84.422. Xin lỗi các bạn, 84.244. Tiếp theo, 12.121 x 4, kem cũng làm tương tự. Ta có 4 x 1 bằng 4, viết 4. 4 x 2 bằng 8, viết 8. 4 x 1 bằng 4, viết 4. 4 x 2 bằng 8, viết 8. Và 4 x 1 bằng 4. Kết quả của phép nhân này bằng 48.484. Chuyển tiếp sang bài tập số 2. Bài tập số 2, đặt tính rồi tính. Kem sẽ đặt tính tương tự như bài tập số 1 để chúng ta đi tính 4 phép tính như bài tập số 2 này. Phép tính đầu tiên, 2.434 nhân 2. Có 2 x 4 bằng 8, viết 8. 2 x 3 bằng 6, viết 6. 2 x 4 bằng 8, viết 8. Và 2 x 2 bằng 4, viết 4. Kết quả của phép nhân này bằng 2.468. Sang phép nhân tiếp theo. Như vậy chúng ta được kết quả là 4.868. Sang phép nhân tiếp theo là 3.322. Kem nhân 3. Ta có 3 x 2 bằng 6, viết 6. 3 x 2 bằng 6, viết 6. 3 x 3 bằng 9, viết 9. Và 3 x 3 bằng 9, viết 9. Kết quả bằng 9.966. Tiếp tục phép nhân 12.331, kem đi nhân 3. Ta có 3 x 1 bằng 3, 3 x 3 bằng 9, 3 x 3 bằng 9, 3 x 2 bằng 6 và 3 x 1 bằng 3.
Kết quả phép nhân bằng 36.993 ứng với cái quả khinh khí cầu màu hồng này. Tiếp theo chúng ta còn phép nhân cuối cùng là 11.101. 11.101 nhân với 6. Các em cũng nhân theo thứ tự từ phải sang trái. Ta có 1 x 6 bằng 6. 6 x 1 bằng 6. 6 x 0 bằng 0. 6 x 1 bằng 6. 6 x 1 bằng 6 và 6 x 1 bằng 6. Kết quả bằng gì đây? 66.606. Xong được bài tập số 2. Bây giờ cô và các em sẽ chuyển tiếp sang bài tập cuối cùng là bài tập số 3. Đây, chúng ta đã xong được hai bài tập số 1 và số 2 rồi. Câu chuyển bài tập 3 như sau. Mỗi quả dứa ép được 200ml nước. Hỏi chị Lan ép 8 quả dứa như thế thì được bao nhiêu ml nước dứa? Một quả thì được 200ml. Vậy 8 quả thì chúng ta sẽ lấy 200 kem nhân với 8. Như vậy là chị Lan sẽ ép được 1.600ml nước dứa. Vậy chúng ta trình bày bài số 3 như sau. Cô chuyển sang bài tập số 3. Chị Lan ép 8 quả dứa được số ml nước dứa là... Cứ một quả là 200ml. 8 quả thì các em nhân 8 lên, làm phép nhân lên. 200 nhân với 8 bằng 1.600ml. Như vậy là chị Lan đã được là 1.600ml nước ép dứa. Đáp số 1.600ml nước dứa. Trên đây cô và các em đã vừa đi xong được bài nhân với số có một chữ số không nhớ ở trong quyển toán 3 bộ sách cánh diều. Để tiếp tục đón xem các video miễn phí trên kênh thì các em hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và bấm chuông. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian để theo dõi video bài giảng. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, các em học sinh ở các bài học tiếp theo.